Thầy chào các em học sinh của thầy. Thầy tên là Đặng Vinh, thầy đến từ thành phố Tuy Hòa. Tuy Hòa là một thành phố biển xinh đẹp và thân thiện. Thầy xây dựng một cái loạt chương trình video dạy toán trên YouTube. Đây cái tính nhân ái và cái tính nhân văn. Tính nhân văn là gì? Tính nhân văn có nghĩa là thầy dạy giúp cho tất cả các em học sinh đều hiểu, đều làm được. Chứ không phải là thầy chỉ dạy cho những học sinh giỏi đâu, ai cũng học, ai cũng biết ngõ làm hết. Đó là cái tính nhân văn, cũng là năng khiếu của thầy từ hồi giờ. Thầy hôm nay thầy cứu biết bao nhiêu em học sinh học yếu kém gặp thầy là lên khá giỏi hết, đó là điều đặc biệt. Hôm nay thầy sẽ chỉ cho các em làm cộng, phép trừ rất là nhanh trong phạm vi 100. Nếu phép cộng là cộng trong phạm vi 100, còn phép trừ thì số bị trừ không vượt quá 100. Có nghĩa là không được từ 100 trở lên mà từ 99 trở xuống là ta cộng bằng đôi tay. Để ôn lại bài trước, thầy sẽ nói lại cho các em cách biểu diễn số trên đôi tay. Từ 0 cho tới 99, các em giơ bàn tay lên. Bàn tay trái các em đếm, đọc gặp lại 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Các em nhớ chưa? Thầy hỏi các em 70 đâu? Các em giơ 70 đây. 60 đây. Hỏi các em 30 đâu? 30 đây. Như vậy các em lưu ý điểm từ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Phía tay phải cũng vậy, các em đếm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Rồi bây giờ sau khi học xong rồi đó, các em bắt đầu thực hành ứng dụng. 76 trừ 48. 76 trừ 48. Đầu tiên các em phải biểu diễn cái số 76 trên bàn tay mình trước. 70. 6. 6 là gần con cái chứ không trỏ nha các em. 76 trừ cho 48. Giờ phía đây chúng ta trừ cho 40. Như vậy chúng ta sẽ trừ cho 40 thì ta trừ 5 mà ta cộng 1 thôi. Đây này, 76 này. Giờ trừ 48 ta trừ bớt cho 40 trước. Rồi phía đây ta trừ 8. Có 6 trừ 8 không có được. Cho nên đỡ trừ 8 thì chúng ta trừ 10, chúng ta cộng lại 2. Cho ta trừ 10. Trừ 10 này các em, rồi ta cộng lại cho 2. Như vậy ta được là 28. Như vậy là xong. Cái bài tiếp theo. Số 95 trừ cho số 27. Các em hãy biểu diễn số 95. 90. 5. Là 95, phải không? 95 rồi các em trừ cho 27, phía này các em trừ cho 2. Rồi phía này 5 ta trừ 7, 5 trừ 7 không được. Cho nên ta trừ 10 ta cộng lại cho 3. Phía này ta trừ cho 10, phía này ta cộng thêm cho 3. Như vậy là bằng 68. Đó, các em để ý một vài bài thì các em sẽ để ý thôi. Bây giờ 46 trừ 28. 46, 40. Phải không em? Phải 40 không? 6 trừ cho 28, các em trừ cho 2. Rồi phía này chúng ta trừ cho 8, nhưng mà vì 6 trừ 8 không được. Cho nên ta trừ 10 rồi ta cộng lại cho 2, trừ 10 rồi ta cộng lại cho 2, xong. Như vậy bằng 18. Rồi bây giờ 35 trừ 18. 35 trừ 18. Ta hãy biểu diễn số 35 trên đôi bàn tay của mình. 35, 30, 5. 35 trừ cho 18 các em. 35 trừ cho 18, chúng ta trừ 10. Rồi chúng ta trừ cho 8. Mà vì 5 trừ 8 không được, cho nên ta trừ 10 rồi ta cộng lại cho 2, trừ 10 cộng lại cho 2 là 17. Đó, sau khi các em luyện cái phương pháp này nhanh á, thì các em cộng một dãy số hay trừ một dãy số rất là nhanh. Thì đưa ra một số cái ví dụ nữa nha. Bây giờ chúng ta hãy làm một dãy số đi. 75 trừ 18 trừ 26. Ở dãy ba số này chúng ta làm tương tự. Để nó khỏi có cần ri ra nháp rồi, chúng ta dùng tay chúng ta đếm thôi. Tức là 10 ngón tay này, 10 ngón tay huyền bí và kỳ diệu.
75 trừ 18. Chúng ta hãy cho số 75. 70. 5. 75 này, cách trừ cho 18. Trừ bớt cho 10 này. Rồi bên đây cách trừ cho 8. 5 trừ 8 không được, cho nên bên đây chúng ta trừ cho 10 và cộng bên đây cho 2. Đó. Chúng ta không còn quan tâm tới cái kết quả đây chi. Chúng ta tính tiếp. Trừ cho 26. 5 50 nè các em. Trừ cho 20 còn 30 này. Rồi bên đây chúng ta trừ cho 6. Như vậy là còn 31. Rất là đơn giản như vậy. Thầy ví dụ một lần nữa nha. 84 trừ 27 trừ 35. Rồi chúng ta cùng làm tương tự coi. Đầu tiên chúng ta hãy biểu diễn số 84. Các em biểu diễn được số 84 đúng không? Đây số 84. Chúng ta trừ cho 27. Đầu tiên chúng ta trừ cho 27, chúng ta trừ cho 20. Rồi bên đây chúng ta trừ cho 7. Trừ 7 không được, cho nên ta trừ 10 rồi ta cộng lại bên đây cho 3. Trừ bên đây. Giờ trừ 7 mà 4 trừ 7 không được các em, cho nên ta phải trừ bên đây cho 10 và cộng bên đây cho 3. Như vậy trừ bên đây cho 10, cộng bên đây cho 3. Như vậy ta được là 57. Đó. Thầy mới tính lộn rồi. 84. 84 trừ cho 27 trừ cho 20. Ở đây trừ 7, trừ 7 không được cho nên ta trừ 10 và ta cộng thêm cho 3. Rồi ta trừ tiếp cho 35. 50 trừ 30 còn 2. Trừ bớt cho 5. Đúng rồi, còn 22. Như vậy còn 22 các em. Hồi nãy chưa cộng cái khúc sau. Rồi các em đã nắm được chưa? À nắm được, bây giờ thầy sẽ hướng lại các em nhớ là cái bàn tay các em phải biểu diễn số cho nó chính xác, là cộng trừ rất là nhanh. Các em có thể cộng trừ lần 10 số liên tục mà rất là nhanh. Không có cần phải suy nghĩ, ví dụ giờ nó đưa ra. Thầy ví dụ lại 85 trừ 12 cộng 14 trừ 44 cộng 18 trừ 13. Bây giờ chúng ta kết hợp cả cộng và trừ trong một cái chỉ số như này. Thì chúng ta cũng làm tương tự. Rồi cái bông điệp cái nó chối vô cái mấy cái con số anh em. Ví dụ một cái dãy này. Chúng ta hãy bắt đầu bằng số 85 trừ 12 trước. Trước khi làm thì chúng ta hãy biểu diễn số 85 trước. Chúng ta biểu diễn số 80, 85. Rồi chúng ta trừ cho 12. 85 chúng ta trừ cho 12 là chúng ta trừ 10. Rồi phía đây chúng ta trừ 2. Rồi 85 trừ 85 trừ 12 xong, giờ ta cộng thêm cho 14. Thì ta cộng bên đây cho 10, rồi cộng phía đây cho 4. Rồi tiếp tục ta trừ lại cho 44. Thì phía đây chúng ta trừ cho 40. Rồi phía đây ta trừ lại cho 4. Rồi tiếp tục ta cộng cho 18. Ta cộng cho 10. Và phía đây ta cộng 8. Thì chúng ta còn cả 6, chúng ta không cộng 8 được, cho nên chúng ta cộng ở đây 10 và trừ ở đây cho 2. Cộng ở đây cho 10, trừ ở đây cho 2. Và chúng ta trừ cho 13, chúng ta trừ 10. 1 trừ 3 không được, cho nên chúng ta trừ bên đây cho 10 và cộng bên đây cho 7. Như vậy là tổng cộng bằng 48. Như vậy là xong. Rồi, các em hãy ứng dụng lại một lần nữa nhé. Thầy sẽ chỉ cho các em cộng cho nhanh. Rồi, chúng ta hãy làm 3 bài đi nữa. Nếu các em mà để ý mà biết ngõ làm 3 bài nữa nữa là xem như là tốt. Cộng trừ rất là nhanh. 24 cộng 17 cộng 15. Chúng ta hãy biểu diễn số 24. 20. 20. 4. Rồi, 24 cộng cho 17. Bên đây cộng cho 10. Bên đây cộng cho 7. Mà 4 cộng 7 mà còn có 5 mà. Giờ chúng ta cộng 7 không được, cho nên ta cộng phía bên đây cho 10 và trừ phía bên đây cho 3. Kéo lưỡi, cộng bên đây cho 10, trừ phía bên đây cho 3. Rồi, các em không quan tâm tới cái kết quả này, các em làm tiếp. Cộng cho 15. Các em cộng bên đây cho 10. Đó, bên đây cộng cho 5. Như lại ra là 56.
Đó, cái đơn giản như vậy. Còn bài này, 48 trừ 12 cộng 16. Các được cái nhắm vậy? Các thầy chơi bằng tay mình lên. Đầu tiên các biểu diễn số 48. 40. 48. 48 là cái bàn tay đi 8 là giờ hết luôn, còn số út giữ lại những em. Tại vì cái ngôn út mà thường mình coi là nó khó. Chứ còn khi mà chúng ta làm thì chúng ta tưởng tượng trong đầu thì nó sẽ nhanh hơn. Khi các em làm tập nhiều lần ấy, thì các em không cần giơ bàn tay lên nữa mà nó sẽ nằm ở trong cái trí tưởng tượng của mình luôn. Thì cộng trừ rất nhanh. 48. Các em tưởng tượng số 48. Rồi các em trừ bớt cho 12, các em đi. Bên đây các em trừ cho 10, có nghĩa là giảm bớt một ngón. Rồi phía đây ta trừ cho 2. À, rồi, chúng ta cộng lại cho 16. Chúng ta hãy cộng cho 16, cộng 10. Rồi phía đây cộng 6, mà còn cả 3 ngón ta cộng 6 không được, cho nên ta cộng 10 ta trừ lại cho 4. Phía đây ta cộng cho 10. Phía đây ta trừ lại cho 4. Như vậy còn 52. Rồi bây giờ các bài toán cả hai phép trừ. 54 trừ 17 trừ 21. Chúng ta hãy dơ số 54 lên. 50. 54. Rồi chúng ta trừ cho 17. 54 giờ chúng ta trừ cho 17 thì chúng ta đầu tiên chúng ta trừ 10. Xong rồi chúng ta trừ lại bên đây cho 7. 4 trừ 7 không được. Cho nên chúng ta trừ 10 và cộng lại cho 3. Trừ 10 cộng 3. Rồi ta trừ tiếp cho 21. Thì ta trừ bớt cho 20. Rồi phía đây ta trừ bớt cho 1 nữa. Như vậy là còn lại 16. Đó là toàn bộ chương trình của 3 video. Video đầu tiên là dùng đôi bàn tay đếm từ 0 tới 99. Video thứ hai là phép cộng. Và video 3 là phép trừ. Và cái phút cuối này thầy tổng hợp luôn rất nhiều cái dãy số cộng trừ trong một cái phép toán. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu ôn lại cho các em nhé. Các em thầy tiếp 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Phía này các em đếm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ thầy khi ghi một số ra các em phải dùng đôi tay biểu diễn được. Ví dụ 17. Không? Ví dụ như vậy là bao nhiêu các em, các em đọc thử coi. 35. Đây là nhiêu? 69. 69. Đó. Bao nhiêu? 24. Đó, các em thuộc cách biểu diễn 100 con số trên đôi bàn tay. Thông qua 10 ngón tay thì các em có thể cộng trừ nhân chia. À, các em cộng trừ, cộng trong phạm vi 100 và trừ trong cái trường hợp mà số bị trừ không vượt quá 99 thì các em sẽ làm rất nhanh. Một cỡ cả một cái dãy có thể là 10 số cộng trừ lại hoặc là 20 số cộng trừ lại, các em dùng đôi tay các em làm được hết. Thầy là thầy Vinh, thầy đến từ thành phố Tuy Hòa. Nếu các em thấy video của thầy hay thì nhớ đăng ký theo dõi để thầy đưa ra những video rất hay phục vụ cho các em. Cầu mong các em học toán càng ngày càng tiến lên, tiến lên, tiến lên. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau.